Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Time Lord War sẽ các bạn game Gunfire. Một game chưa biết như thế nào, chắc là game bắn súng. Đây là hình ảnh demo. Đang đó thì các bạn chờ đợi trong ít phút nha. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe kênh của mình và ủng hộ mình hơn nha. Xin cảm ơn. Download có vẻ hơi bị lâu đấy, tận 316. Các bạn có ý kiến gì hãy cho mình biết nha, xin cảm ơn. Đó là hơi bị lâu rồi các bạn ạ.
hãy nhớ like, share, ủng hộ kênh của mình nha. Và hãy giới thiệu với nhiều người biết đến kênh này nha. Mình sẽ giới thiệu nhiều game hay hơn nữa. Xin cảm ơn. Yes, sắp được 9 rồi các bạn ơi. Được 100% rồi mà còn 82 kia chuyện gì đây. Sao mà lâu thì trời, đào hoa hơi lâu. Sắp được 100% rồi, lâu quá.
hơi bị lâu nữa. Ăn phải Good luck, man.